shop điện tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Đó, như thế nó không làm gì được anh em ơi. Thì anh em sẽ check này. Quên cái gì đấy? Quên cái gì đấy? Sao ngồi sau ghế vậy? Núp kỹ vậy? Em ơi, sao lại núp thế này em ơi? Cuộc sống mà lại núp thế này thì hỏng hết rồi, hỏng cả một thế hệ rồi. Nó lại ngồi trên này ngồi im re luôn anh em ạ, nó ngồi im re luôn. Ok. Nó ngồi im re luôn cơ không ạ? Mình không ngờ cái đậu xanh này nó ngồi im re luôn, nó chờ mình lên luôn anh em ơi. Dã man đấy, cái này là hơi bị dã man đấy. Rồi nha anh em ơi. Hơi bị dã man thật. Thôi nhá, bây giờ lên trên cái đầu nhá. À thôi, quên. Thật này anh em rút đồ nữa. Phải rút đồ nữa anh em ơi, mình có đồ ngon để chơi nè. Cứ qua đây, đấy, rút đồ đàng hoàng luôn. Thì mình có đồ ngon để mà chơi chứ anh em, không là hỏng. Ở đây chúng ta có gì đây? Đạn tiểu liên đấy hả? À, lượm thêm. Chứ bây giờ đạn tiểu liên mình cũng đâu có nhiều đâu. Đạn tiểu liên này, pha mát ok rồi này, có mấy cái sửa giáp này. Khá là cần thiết, nhưng mà nếu mà ở đây có giáp 2, có cái nâng giáp nữa thì perfect. Tuyệt vời anh em ơi. Hình như đang còn đấy. À đứa nào đây? Em gì đã có người yêu, em còn sợ ế thế này. Nó bị lag, nó bị AFK thôi anh em ơi. Thực ra là vậy, có nâng giáp rồi ngon. Ok, có nâng giáp rồi, thật ngon. Em làm gì đã có người yêu, em cũng đã còn sợ ế đền này. Ủa? Thế rồi cái sao nó đâu anh em? Nó bị lag từ lúc nhảy dù cơ. Thế nên là đâm ra xác nó cũng chẳng có gì luôn. Nghèo nàn thật đấy. Mình tưởng là thằng đấy đứng ở đấy là mất cái nâng giáp gì cơ. Ai biết nó bị lag anh em. Giống kiểu như là vào game bị đít game ấy. Bị đít ra khỏi game ấy. Kiểu thế anh em. Gian anh chăm tát tim ghê hả? Ui, 4.000 tim luôn. Thank you em nha. Cắt. Chắc là anh mà tát lúc nữa thì lên cả 10.000 tim ấy. Nói thật luôn. Ghê luôn nhá. Đi nào các bạn ơi. Không có xe thì chú Ngạn bây giờ sẽ đi bộ thôi các con ạ. Không có xe thì bây giờ chú Ngạn chỉ có nước đi bộ thôi con ơi. Không đi bộ thì chú Ngạn có cái gì để mà chú Ngạn đi nữa đây các con. Còn đây anh em ơi, thôi thì ăn tạm cây nấm coi. Kiếm được cái xe ngon thì lấy xe đi sân mạng, còn không thì chắc là mình cũng chỉ đi bộ thôi. Hello chú Ngạn có kể chuyện ma không nhỉ? Không, chú không kể đâu các con ạ. Chú là chú Ngạn thôi nhưng mà chú không kể chuyện ma. Tại vì bây giờ kể chuyện ma là thôi xong anh em trốn hết là chú Ngạn chú chịu thôi con ạ. Mà làm gì đây? Ui, đuổi nhau cơ. Tính làm phim Fast or Furious à? À quên, Fast or Furious rồi đấy, mình không nhớ. Ui vãi cả trưởng. Ui vãi trưởng đường. Mình xin bạn ơi, đừng vậy, mình xin. Mình đang còn máu à? Mình xin bạn ơi. Sao đấy? Khẩu báo với ai đây? Khẩu báo đi. Hổ thì bọn bị cho vào sở thú diễn xiếc nhá. Ui vãi cả trưởng. Thế nên cơ hội. Thằng bé cơ hội vãi trưởng anh em ơi, cơ hội này. Nó dựng bằng keo. Làm gì cơ hội thế? Cái đậu xanh này. Uê, kinh phết. Kinh phết cho quả lựu lên. Quần máu. Thế nên cơ hội này đứa. Nói chung mình chơi game mình hơi ghét mấy đứa kiểu cơ hội thế. Uê đường. Anh xin giơ tay giúp tôi thôi. Uê, cơn mưa lựu. Trách ai bây giờ đây? Có lẽ nên đứng hết chờ đó. Xem bóng kem. Mày chạy đi em ơi. Còn lựu không? Còn lựu không thì lên tiếng này. Còn không này. Còn không thì lên tiếng này. Mình chả biết nó còn hay không nữa anh em. À nó vẫn đứng đấy. Nó vẫn đứng đấy các bạn ơi. Cái đậu xanh. Vỡ đâu?
tuổi gì? Đậu xanh nhà nó chứ, ma nhà nó chứ. Nó làm mình tốn bao nhiêu bông keo. Đứng đây bị vấp, không nhảy vào nhà được, bị vấp. Còn máu thôi anh em ơi. Dã ma nhở. Hello anh kẹo, mới học bài xong. Ui, học muộn với em ơi. Thôi đi ngủ đi em ơi. Đứa nào nữa? Lại đứa nào nữa đây? Cái gì vậy? Lại đứa nào ở đây vậy? Lại đứa nào vậy anh em ơi, đây à? Chú ngạ đấy con em mày đây à? Ngáo hả? Thằng này bị ngáo à? Ngáo em hả? Còn tí máu. Mà chạy hộ anh cái. Chạy hộ anh cái này. Ngáo à, chạy này. Trông người cứ kiểu chơi va chơi vơi đi. Con keo này, đạn này. Được rồi anh em. Chắc là mình tranh thủ mấy anh cây nấm coi. Dã man gặp mấy thằng kiểu cơ hội cho nó cứ đòi xơi mình cơ. Ok nè. Mấy có 1 ít không? Kiểu này cái 1 ít anh em. Đồng 3 có rồi nè. 1 ít à? Kiểu 1 ít hơi khoai, đang có xài 2 ít này anh em ơi. 2 ít thì xài hơi chán. Phải kiểu là 1 ít mới ngon cơ. Quay lại cái sắt này coi xem mình có bỏ lỡ không anh em. Nhiều khi mình bỏ lỡ đấy. À đây. Ui dồi, máu thì không lượm này. Hỏng luôn anh em. Máu thì không lượm này. 1 ít luôn này. Bông keo mình cũng không lượm này. Cái đậu xanh vứt cho 1 ít ra ngoài. Được rồi anh em ơi, ổn định rồi. Để chảo xem bông luôn, hợp lý. 6 bông keo này, à đâu, 9 bông keo này. Có 6 từ cú thước này. Cứ thế mà chơi thôi. Tầm này có lẽ là bọn hơi xa đấy. Bọn này mãi phút trên này. Cướp xe. Đúng rồi anh em ơi, cướp xe chứ còn làm gì nữa thằng này. Cũng đỡ đây, ở đây anh em ơi, ở đây. Mình không ngờ ở đây có người này. Thì kia thấy mình gì à? Sao không di chuyển vậy ta? Gắt vãi nhỉ thằng này. Cái đậu xanh này, nó thấy mình rồi. Xem nó đang ở kia. Nó chạy à? Một thằng chạy rồi anh em ơi. Vậy là bây giờ solo với thằng này là ok này. Chắc nó vẫn đang ở đây thôi. À nó lấy con xe bọn chắc rồi. Hay lắm. Lấy con xe này rồi cả. Hay lắm này. Nó đứng đâu rồi ta? Lại còn bóng keo nữa. Đậu xe này. Yes. Xong. Anh xin con xe em ơi. Sửa giáp cái này quần máu này. Mình xin con xe nha bạn ơi, xe ngon đấy. Đây trên này xem cái người này anh em ơi. Úi dồi ôi. Chúng ngạ đấy các con ơi. Bây giờ chúng đang phân vân là con lên lưng giáp hay không. Nhưng mà chúng nghĩ là không các con ạ. Xong ngoài này các bạn ơi. Chưa đùa giảm ba cái thằng dơm dơm này. Đi anh em ơi, để một đợt nữa. Chỉ có mười một đợt nữa thôi anh em ơi. Thôi thì cố gắng mà khô máu thôi chứ biết sao giờ. Phải không mọi người? Học bữa hảo. Đủ tôi mới nghe được cái câu Trung Quốc. Phải không nào người ta đọc là học bữa hảo. Rồi sao nhá? Có con Monster Chat thì hơi ngon rồi nhưng mà UAV này sao nhỉ? Có lẽ là mình nên chặn bo đây. Chạy theo dìa bo chặn bo đấy, đứa nào vào cái là xác định là phải bước qua xác mình như thằng này này. Như thằng này xác định là phải bước qua xác mình này anh em này. Nó không thể nào chạy được nhá. Không thể nào chạy được nhá. Thì kia cấm cái em ạ. Đâu đứa nào đấy cái em ạ thì nói anh tiếng nào. Đứa nào vừa đây. Dừng lại em gì đây. Một đứa đây à. Một đứa đây à. Vãi cả trưởng này. Anh dùng xe cán hết cân hết nhá. Ok, 9 kill. Được. Cứ phải gọi là được của nó anh em ạ. Lên trên. Nó trận quất tiếp em ơi, ọp gì tầm này. Cái thằng nào ở đây? Đừng em ơi, đừng đi xe thế. Đứng lại đi em ơi. Bây giờ có người này. Hôm nay kẹo sẽ trở thành quái xe điên. Ui, mèo xinh, đáng thương thế. Thằng kia đứng lại. Bóp xe của nó đây, cay vãi cả trường. Đuổi nó các con ơi.
tụi nó coi thế. Tầm này là chết mẹ chúng mày. Chúng ta lên đường anh em ơi, đuổi cho nó thôi. Cái gì đấy? Em ơi, xin em dừng lại chút đi. Em gì ơi, dừng xe lại đi em ơi. Vãi cả trưởng. Thôi. Sợ bắt đầu lắm. Đừng. Vãi cả trưởng anh em. Bắn gì ghê vậy? Tôi hơi bị sợ vỡ đầu nha anh em. Monster Truck này anh em ngồi không cẩn thận là vỡ đầu đấy. Thề với anh em luôn, bởi vì là mình xấy nhiều thằng đi Monster Truck vỡ đầu rồi mà. Nên là phải cẩn thận. Dựng bom keo kiểu thế à. Còn Monster Truck này thì lực nó kinh khủng rồi anh em ơi. Kể cả anh em chạy chậm đâm kẻ địch nó vẫn vỡ đầu bình thường. 10 kill trở thành quái xế đen. À quên, quái xế điên. Lộn. Úi dồi ôi, đây rồi. Cái gì vậy? Có giáp mới này, sửa giáp này, các kiểu này. Thêm một keo này. Ok anh em ơi, lên xe. Máu tuần này thôi, mình nghĩ là cũng không cần lượng thêm máu đâu. Giáp trắng luôn rồi cơ mà lo gì. Thằng này nữa, đứng lại em ơi. Ui, mình kill tận 11 kill rồi cả. Ghê nhở. Các cháu, thế chú ngạ có ghê không hả các cháu ơi? Các cháu đã thấy chú ghê chưa? Bây giờ phải xem chặn đầu con xe này rồi là vã cho nó. Mày đứng lại. Mình xe to mình đi đâm xe nó cũng được, mày anh em đi cà khịa xe nó, mày đứng lại. Tôi sẽ tìm cách chặn đầu xe nó anh em ơi. Để nãy giờ nó lộng hành quá rồi anh em. Mà xe nó chạy nhanh hơn, hơi khó. Cái đậu xanh chứ. Mày đứng lại em ơi. Em gì ơi, mày đứng lại em ơi. Ở lại mà cho anh kêu được không. Tôi mệt mỏi anh em ạ. Làm sao chứ anh em. Xin cảm ơn 1018 người xem nhá. Vãi cả trời. Mà đứng lại hộ anh cái khổ lắm cơ. Này. Cậu tôi tông xe của nó mà xe tôi sắp nát luôn rồi anh em. Xe nó cũng nát rồi anh em, xe nó bắt đầu nát rồi. Xem xe ai trâu hơn. Được. Xem xe ai trâu hơn nhá. Xe Monster Truck bao giờ nó cũng trâu hơn anh em yên tâm. Kia xe sắp nổ rồi. Vãi cả trưởng. Lái cẩn thận vào tôn thằng kia đi. Ngáo vãi cả trưởng ra anh em. Thằng kia bị ngáo rồi. Ta để đứa trên này quất cho. Vãi lúa thật. Nghe là hơi bị vãi lúa rồi nha anh em. Thằng kia làm gì đấy? Xem mốc keo à? Ra đây. Coi chừng cái đầu nha em ơi. Coi chừng vỡ đầu lúc nào không biết đâu. Đạn súng cho mình không còn nhiều, mình nên di chuyển anh em ơi. Vãi cả trưởng. Đứng lại. Thằng cuối. Còn thằng cuối. Góc này hả? Thằng cuối góc nào ta anh em? À đây rồi. Hay lắm. Tưởng gì cơ, à đây rồi. Ngay gốc cây phía trước thôi anh em. Được, mình không còn lựu. Máu cuốn full đi. Cái gì đấy? Súng gì đấy? Nghĩ xuống đấy sợ chú à? MP40 còn thừa đống đạn nha anh em. MP40 thừa đầy đạn nhá. Anh thử đầy đạn MP40 nhá. Đậu xanh này, dựng một keo đi. Có một keo không? Dựng đi. MP40 anh thử đầy đạn nhá. Lên bảng. Yes. 13 kill top 1. Quẩy nào anh em. Mày ngáo cho lắm này em này. Tên. Hello mọi người. Top 1 luôn chứ. Dăm ba cái thằng dâm dâm này thì chúng ngã chấp gì hả các con ơi. Bọn này là xứng đáng là phải cho chúng nó lên bảng nếm số các con ạ. Úi giời ơi,
13 kêu anh em. Ok, chưa anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.